Mẹ giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi, cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi, mua chiếc xe máy tặng nó được không? Ở đâu mà có xin? Trời ơi, chứ tiền mình để trong tủ làm chi, có đóng mà, bữa thấy mà. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mà mình uống lộn thuốc hả? Hả? Hả ba? Đây nó gọi về nó quất 10 triệu rồi. Dạ. Gọi về mẹ đi, xin món quà 30 tặng cho bạn gái chiếc xe máy. Tái mình rớt gần rồi luôn. Tát mình chấp nhận luôn em, mình rớt răng mình cắn vô lại không sao. Rồi thử coi mẹ sao. Tội nghiệp mấy bà mẹ hôm nay. Cái gì? Mẹ giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi, cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi, mua chiếc xe máy tặng nó được không? Ở đâu mà có xin? Trời ơi, chứ tiền mình để trong tủ làm chi, có đóng mà, bữa thấy mà. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mà mình uống lộn thuốc hả? Hả? Hả ba? Nó dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe đi, xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, tao nói tao mắc cười quá. Về đây. Bây giờ mua xe đi, con dẫn về, thiệt. Mày mua xe cái dẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Không mà bà mẹ dễ thương quá à. Bà la ngồi cái bà mắc cười. Bộ từ đó tới giờ hay ghẹo mẹ lắm hả? Dạ, hay ghẹo mẹ lắm. Trong sao mà mẹ không có thấy bực mình với em mà thấy mắc cười? Dạ, ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen vậy. Ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen vậy. Ví dụ gì? Ví dụ mà đồ ăn không có ngon đó. Trời mẹ ơi, đồ ăn cái gì mà thấy ghê vậy? Ăn được nhịn. Chung còn em ăn thôi, cái gì em cũng biết làm. Câm đính luôn hả? Dạ. Mà mẹ là có khiếu hài hước lắm đúng không? Dạ đúng mà. Câu đầu là mẹ cũng hơi la la, nhưng mà câu sau mày đừng nói nhiều, mày về đi, mày đừng có làm chuyện nó mắc cười. Rất là cảm ơn hai bà mẹ không biết gì nhưng mà hợp tác trên sóng rất là vui, và mong là nếu hôm nay Phong hoặc Tính có bạn gái chụp tấm hình, vui lòng chụp luôn tấm hình bà mẹ gửi về chương trình Tần Số Tình Yêu giùm. Yeah. Nha. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi giờ vui quá, hết nói được gì luôn rồi, quá dễ thương rồi. Bạn số 4 ơi, nãy giờ là bạn cũng nghe được là ở ngoài đây Phong mê bạn, đòi mua chiếc xe tặng luôn, rồi bà mẹ cũng gọi điện dễ thương vậy. Tâm lý của bạn, nếu có một người mẹ chồng tương lai mà dễ thương vậy, bạn cho tôi chút xíu ý kiến coi. Dạ thưa chị, thì em cảm thấy bác gái là một người vô cùng là vui tính, rất là dễ thương. Nếu có cơ hội làm con dâu của bác thì quá là xuất sắc rồi, không cần. Mẹ thấy chưa, con dâu mẹ đó xinh lắm, dễ thương mà khéo nói nữa. Ê, nó nghe nè, vậy chương trình này đâu còn gì đâu, chốt hết trơn đi. Hai bà mẹ đã gọi điện tới rồi, đồng ý cho tiền đứa 30, đứa 1 triệu. Yeah. Con cái trong kia cũng đồng ý, giờ hỏi nhỏ số 1 đồng ý cái là mình làm cái rần. Số 1 ơi, giờ em nói câu với bác đi. Em thì không có muốn nói gì quá nhiều, em chỉ nói một câu là nếu mà có cơ hội may mắn được làm con dâu của cô thì em sẽ không làm cô thất vọng. Wow. Chị giờ Trương Thế Vinh gọi về cho má ơi, con dưỡng ế. Nói mẹ mất ngủ luôn á chị. Mất ngủ luôn đúng không?